Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm củ cải trắng mình ngâm đường. Món này mình sẽ ăn kèm với bánh chưng, bánh tét trong những ngày Tết á, ngon hết sảy luôn. Dùng trong những bữa này rất là ngon nha mấy bạn. Cách làm đơn giản á, đặc biệt là cái nguyên liệu này dễ tìm trong mỗi gia đình mình, người nào cũng có, cũng dễ và mua được. Nguyên liệu mình thì mình gồm có hai ký củ cải trắng như thế này, mình lựa củ to và thẳng như thế này, nặng tay nặng, nó không có bị bọng ở trong. Khi mình cắt ra mình làm ra những củ cải á, mình ngâm nó sẽ được ngon. Củ cải này thì mình làm mình đã rửa sạch rồi. Khi mình sắt á, thì mình không có gọt cái vỏ, mình sẽ để nguyên vỏ như thế này mà mình sắt ra. Khi mình làm thành phẩm rồi nó sẽ được giòn và ngon, nó sẽ được bắt mắt hơn. Bây giờ mình sẽ đi cắt ra cái củ này cho mấy bạn xem nhé. Củ cải sau khi mình cắt xong á, thì mình sẽ ngâm 2 kg củ cải thành phẩm như thế này. Mình sẽ ngâm lên 90 g muối hột như thế này, mình ngâm qua đêm, rồi sáng mình sẽ đem phơi dưới nắng. Các bạn nhớ nghe, 2 kg củ cải thành phẩm là 90 g muối. Và mình sẽ làm cái nước đường á, thì 2 kg củ cải á, thì mình làm là 400 g đường cát và 200 ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắt cái củ cải này ra ha. Mình sẽ cắt bỏ cái mình chia đều mỗi mỗi đoạn khoảng 4 đến 5 phân là vừa. Cái này mình chẻ cũng không có được quá dày, cũng không có quá mỏng. Khi mình phơi củ cải mình nó sẽ không có được giòn, nó héo lại thì nó xong không có được ngon. Nó, củ cải của mình mua nó chắc, phía trong nó rất là nặng và nó chắc nữa. Các bạn chẻ như thế này vừa nó sẽ được ngon. Củ cải mình sau khi mình đã sắt xong như thế này, bây giờ mình sẽ cho 2 kg củ cải, mình sẽ cho 90 g muối bột cục như thế này vào đây và mình sẽ lắc lên, mình sẽ trộn đều lên, mình ướp qua đêm 8 tiếng đồng hồ để cho nó thấm. Khi vừa xong rồi buổi sáng á, nó sẽ ra nước cái chất nồng của củ cải như thế này. Mình sẽ vớt ra mà mình không có rửa nữa nha mấy bạn, để yên gì mấy bạn đem phơi. Bây giờ mình sẽ lắc cho nó đều muối với củ cải như thế này rồi mình sẽ để yên trong 8 tiếng. Rồi bây giờ mình sẽ đi như 8 tiếng đồng hồ, sáng hôm sau mình sẽ làm tiếp. Đây là thau củ cải của mình đã ngâm trong 8 tiếng qua đêm á, nó đã thấm và muối vào, nó rất là dẻo này mấy bạn, nó quẹo quẹo quẹo, nó rất là dẻo. Mình bẻ nó cong lại nó vẫn dẻo. Xong rồi mình sẽ đổ cái nước này ra, nó ra nước. Cái này là ra nước của củ cải này ra rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước này và mình không có xả lại đòn nước lạnh, mình sẽ đem đi phơi nắng luôn. Cái như vậy á, cải nó sẽ được độ giòn và nó được bảo quản rất là lâu. Bây giờ mình sẽ đổ ra và mình đem đi phơi nắng. Mình sẽ bỏ cái nước này nè, nó ra nước rất là nhiều của nước củ cải á. Củ cải mình đã cho ra một cái sợi như thế này và mình phơi nắng. Nó đây nè, mình phơi khi mà nó bị héo, nó héo lên nó vàng vàng chứ không có được khô quá. Những cái nắng như thế này mình phơi.
Đây là củ cải sau khi mình đã phơi được hai cái nắng rồi, bây giờ nó đã héo héo, nó dẻo dẻo lại đi như thế này, trông rất là ngon. Giờ mình sẽ đi thắng nước đường và mình sẽ ngâm vào cái này như thế này. Đây là củ cải là mình đã sau khi đã phơi xong như thế này. Bây giờ nó rất là dẻo dẻo, nó cũng không khô quá mà nó cũng không ướt quá. Như vậy mình sẽ làm lên cái củ cải, nó sẽ nào thơm thơm và nồng của mùi cải lên rất là ngon. Củ cải ngâm đường, muối đường. Bây giờ mình sẽ đi thắng nước đường và mình sẽ ngâm trong vòng một tháng là mình sẽ dùng được cái này, nó sẽ rất là ngon. Bây giờ mình thắng, bắt đầu mình thắng đường đặng mình chế vào củ cải nha. Củ cải mình ngâm muối và mình phơi đó. Bây giờ mình chuẩn bị là đường, mình chuẩn bị ở đây là đường vàng là 400 g. Đường mình sẽ cho vào cái nồi như thế này, và mình sẽ cho 200 ml nước lọc vào. Mình sẽ nấu cho nó tan với đường này hết, rồi mình sẽ chế vào củ cải mình ngâm như thế này nè mấy bạn. Mình đun cho đường và nước nó sẽ tan ra, nó tan ra hết, để nguội thiệt là nguội mình mới chế vào củ cải. Mình ở đây sử dụng đường vàng nữa, khi mình ngâm á, cho cái củ cải của mình nó lên cái màu đẹp. Bây giờ mình sẽ đun cái này cho nó nóng lên và nó tan ra. Đây là củ cải xong mà sau khi mình đã phơi nắng xong rồi, nó hơi héo héo, nó cũng không có khô quá, nó cũng vừa. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái keo. Bây giờ mình cho vô một cái keo như thế này. Cái keo mình rửa sạch thiệt là sạch mà khô ráo. Mình sẽ cho tất cả các củ cải này, mình đã có muối trong đây rồi. Đó, mình cho tất cả vào cái keo như thế này. Mình cho cái nước đường hồi nãy mình đã thắng vào đây. Xong rồi mình sẽ đậy nắp lại, vài bữa nó sẽ ra cái nước và nó sẽ ngập cái củ cải này. Mình đậy kín lại và mình để nơi thoáng mát và nghe mát. Nó như thế này nó sẽ thấm lên củ cải mình rất là ngon. Một tháng sau là mình dùng được, từ đây tới Tết là mình sẽ dùng được rồi. Đó, củ cải mình nè. Mình không có ngâm chung với tỏi này kia, nó sẽ mất mùi vị củ cải, nó sẽ được không được ngon. Khi mình muốn ăn thêm thì mình sẽ để thêm tỏi và ớt vào sau. Bây giờ mình sẽ làm xong như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Củ cải ngâm muối đường sử dụng cho ngày Tết, mình ăn chung với củ hành tím mình ngâm chua ngọt đó, với củ kiệu mình ăn với hột vịt bắc thảo rồi rất là ngon, mình dùng cho mấy ngày Tết. Cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn các bạn video sau. Hân ái chào các bạn.